Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lưu Bình Nhưỡng, người nắm giữ bí mật quan chức còn khủng hơn Tổng cục 2. Quốc hội Việt Nam lâu nay vẫn chỉ là quốc hội bù nhìn. Hầu hết những đại biểu có mặt tại nghị trường đều là những ông nghị gật. Tuy cũng có những tiếng nói nghe được nhưng rất lẻ loi. Thường những tiếng nói này do Đảng Cộng sản Việt Nam dựng lên để mà làm cảnh, để quốc hội trông có vẻ dân chủ. Hầu hết những gương mặt của tiếng nói đứng về phía dân, dân đều biết, chỉ vì họ quá ít so với những nghị gật, biết vì họ nói dân nghe, mất lòng. Trước ông Lưu Bình Nhưỡng còn có ông Dương Trung Quốc. Trong số những tiếng nói thay dân trên nghị trường trước đây có ông Dương Trung Quốc. Ông Quốc là đại biểu quốc hội 4 nhiệm kỳ, ông là người thường xuyên có tiếng nói mà người dân tán thưởng. Tuy nhiên đến nhiệm kỳ thứ tư của ông, tức là quốc hội khóa 14, ông gần như chẳng đóng góp được tiếng nói nào đáng chú ý. Ở quốc hội 14, ông Lưu Bình Nhưỡng nổi lên như một đại biểu quốc hội dám nói thẳng. Khi ông Nhưỡng nổi lên thì ông Dương Trung Quốc chìm dần. Tuy nhiên, nhiều người đánh giá rằng về mức độ hiểu luật, khả năng phân tích và mức độ can đảm thì ông Lưu Bình Nhưỡng được đánh giá là vượt trội. Đặc biệt, giới luật sư đánh giá rất cao những ý kiến đóng góp của ông Lưu Bình Nhưỡng, mặc dù những ý kiến của ông Nhưỡng hầu hết bị Đảng Cộng sản Việt Nam bỏ ngoài tai. Tại quốc hội khóa 14, ông Lưu Bình Nhưỡng được chọn làm phó ban dân nguyện. Ông Nhưỡng được chọn vì ông có nhiều đề cử cho chức vụ này, hơn nữa ông từng có 22 năm giảng dạy tại trường đại học luật ở Hà Nội. Trưởng ban dân nguyện phải là ủy viên Trung ương Đảng nên ông Nhưỡng dù rất am hiểu về luật, dù là người có trình độ vẫn chỉ là phó ban. Ông trưởng ban dân nguyện có nhiệm vụ nghe ngóng xem dân ca thán những gì, sau đó mách cho Đảng để nghĩ cách đối phó, chứ không phải lấy ý kiến của dân để mà nghiên cứu, xem xét rồi giải quyết những vấn đề khúc mắc của dân, cũng như sửa đổi chính sách sao cho hợp lòng dân. Tiếng nói của ông Lưu Bình Nhưỡng khiến nhiều quan chức phải sợ hãi. Ban dân nguyện được thành lập theo nghị quyết số 370 vào ngày 17 tháng 3 năm 2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Từ khi thành lập, đa số thành viên của ban này đều dễ sai bảo. Họ tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của dân rồi tâu lại để Đảng từng cách mà trừng trị dân. Đã 20 năm tồn tại, nhưng trong ban dân nguyện chỉ có ông Nhưỡng thực sự lắng nghe dân, tiếp nhận đơn thư cầu cứu của dân rồi vì dân mà phang thẳng vào mặt quan chức trên nghị trường. Ông Nhưỡng thực sự làm cho quan chức trung ương lo sốt vó mỗi khi ông đăng đàn quốc hội. Việc chấp nhận để ông Nhưỡng làm đại biểu quốc hội được xem như là sai lầm của Đảng. Chính vì thế, đến quốc hội khóa 15, Trung ương chỉ đạo ngầm là phải loại ông Nhưỡng ra khỏi quốc hội để tránh đêm dài lắm mộng. Tuy nhiên, giữ chức phó ban dân nguyện của ông Nhưỡng để tránh thiên hạ dị nghị. Tuy bị gạt ra khỏi quốc hội khóa 15, nhưng Lưu Bình Nhưỡng vẫn là địa chỉ mà người dân tìm đến để cầu cứu. Không chỉ dân tìm đến ông Nhưỡng, mà nguồn tin từ bên trong cho biết cả quan oan cũng tìm đến ông. Bởi những năm gần đây, khi mà Trung ương đấu nhau chí tử, thì xuất hiện những quan chức bị phe ông Tổng truy sát và có ý đồ loại trừ. Những người này đã tuồn trong những bí mật đáng tởm của các quan chức phe đối nghịch mà tung ra. Không biết sự thật đến đâu, tuy nhiên, thông tin này khó bác bỏ khi mà chuyện đấu đá nội bộ bị tuồn ra khá nhiều ở bên ngoài, để rồi các trang tin báo tự do có rất nhiều thông tin để mà đăng tải, sau đó thông tin từ hải ngoại lại bay ngược về trong nước. Ông Lưu Bình Nhưỡng và ông Dương Trung Quốc một lần tiếp dần. Nguồn tin nói trên cho biết có thể trong tay ông Lưu Bình Nhưỡng nắm giữ những bí mật động trời mà phe bắt ông muốn nó rơi vào tay đối thủ. Vì vậy, khi bắt ông Nhưỡng, công an đã khám xét nhà rất kỹ, rất bất ngờ để ông Nhưỡng không kịp trở tay. Hiện nay, Tổng cục 2 là Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng, cũng là nơi nắm được rất nhiều bí mật của các đồng chí. Có người nói nửa đùa nửa thật rằng ông Nhưỡng nắm bí mật của các đồng chí có khi còn khủng hơn cả Tổng cục 2. Nên ông phải bị xử mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Lưu Bình Nhưỡng, người nắm giữ bí mật quan chức còn khủng hơn Tổng cục 2. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Quyền lực Lưu Bình Nhưỡng lớn đến đâu khiến giang hồ Bảo Kê phải dựa dẫm. Phạm Minh Cường, tức Cường Quắt, là giang hồ hoạt động có băng đảng, tham gia Bảo Kê hoạt động khai thác và cung cấp cát biển, khai thác cát biển trái phép. Cường Quắt làm thủ lĩnh một nhóm chuyên đánh dàn mặt các doanh nghiệp khai thác cát, mục đích là đòi tiền bảo kê hoặc ép các doanh nghiệp khác bán rẻ sản phẩm cho Cường. Nói chung là dùng vũ lực để đe dọa các doanh nghiệp yếu thế khác. Tất nhiên, Cường Quắt có chỗ dựa là người có quyền lực thì mới dám lộng hành đến như vậy. Ở xã hội này, xã hội đen muốn hoạt động được thì phải tìm chỗ dựa ở xã hội đỏ. Nếu không có sự bảo kê của quyền lực chính trị, thì Cường Quắt không thể mạnh tay chấn lột người khác được. Người mà Cường Quắt dựa vào được cho là ông Lưu Bình Nhưỡng, phó ban dân nguyện của Quốc hội. Cường Quắt là kẻ được cho là đã dựa vào Lưu Bình Nhưỡng để hoạt động cưỡng đoạt tài sản theo báo chí Nhà nước Việt Nam đăng tải. Việc một ông quan miệng nói đạo lý nhưng hành động thất đức và kể cả phạm pháp là chuyện không xa lạ gì ở chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này. Hàng loạt quan chức chính quyền đang phải ngồi tù đều là những người nói đạo lý rất hay khi còn đang đương chức. Ngay cả những quan chức còn đang đương chức cũng miệng nói đạo lý nhưng lại làm điều trái pháp luật và phi đạo đức. Nói gì đến những quan chức đã phải vào tù. Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, là một ví dụ điển hình như thế. Việc ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt làm nhiều nhà phân tích ngạc nhiên. Họ ngạc nhiên không phải vì sự sùng bái thần tượng, mà vì họ hiểu rằng chức Phó trưởng ban dân nguyện Quốc hội là một chức không có thực quyền. Chức này không đủ sức mạnh để cho một giang hồ dựa dẫm và cũng không có đủ quyền, đủ uy để cho những đối tượng bị Cường Quắt chấn lột phải e ngại. Nếu Cường Quắt có dựa vào ai đó, thì người đó ít nhất phải là người có thực quyền ở địa phương, chẳng hạn như giám đốc công an tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hoặc bí thư tỉnh ủy và một vị nào đấy ở trung ương cũng có thực quyền như thế. Ông Lưu Bình Nhưỡng nghe lệnh bắt giam. Thực ra cái gọi là ban dân nguyện chỉ là một cơ quan được Quốc hội của Đảng Cộng sản Việt Nam dựng lên để có nơi được xem là lắng nghe tiếng nói của dân và lên tiếng thay cho người dân mà thôi. Dù cho ông Lưu Bình Nhưỡng có phát biểu thế nào, thì những gì ông Nhưỡng nói không thể được luật hóa, bởi ông không có cái quyền để làm điều đó, và bởi nó không đúng ý của Đảng Cộng sản. Một người chỉ giữ một chức danh làm cảnh cho một quốc hội bù nhìn, thì thực quyền của ông ở đâu mà Cường Quắt phải dựa dẫm đây? Hay là còn có ai đó thực quyền đỡ đầu cho Cường Quắt, nhưng ông Tô Lâm không dám bắt, mà lại đi bắt Lưu Bình Nhưỡng vậy? Cách đây hơn 20 năm, khi vụ án Năm Cam bị khui ra, thì sự thật được phơi bày. Đó là ông trùm Năm Cam được các lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh có quyền lớn bảo kê. Người dính dáng đến Năm Cam có ông Bùi Quốc Huy, trung tướng, giám đốc công an Thành phố Hồ Chí Minh. Và dưới Bùi Quốc Huy có những ông như trưởng phòng đầy quyền lực, khác như Thượng tá Nguyễn Mạnh Trung và Thượng tá Dương Minh Ngọc. Ngoài ra còn dính đến Năm Cam có Phạm Sĩ Chiến, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Thực ra vụ án Năm Cam chỉ được khui đến đó, nếu khui thêm thì sẽ dính thêm ông cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Sau vụ Năm Cam, Trương Tấn Sang bị gọi về Trung ương và bị kỷ luật bằng cách cho ngồi chơi xây nước ở chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Ban dân nguyện vốn chỉ dùng để làm cảnh, không hề có thực quyền. Cường Quắt có thể không đủ tầm như Năm Cam, không đủ thế lực để quen biết cao và cũng không có quy mô đến như thế. Tuy nhiên, quy tắc chung vẫn là không đổi. Xã hội đen muốn tìm chỗ dựa vào quan chức thì phải tìm đến người có thực quyền. Một ông phó ban dân nguyện không có thực quyền không thể khiến các doanh nghiệp khai thác cát phải sợ. Và một Lưu Bình Nhưỡng không đủ mạnh để Cường Quắt tìm đến làm chỗ dựa. Phải chăng còn gì nữa mà Tô Lâm chưa khui? Hay trong vụ án này
còn có gì đang mờ ám đây? Chúng ta hãy cùng chờ thêm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Quyền lực Lưu Bình Nhưỡng lớn đến đâu khiến giang hồ. Quyền lực Lưu Bình Nhưỡng lớn đến đâu khiến giang hồ bảo kê phải dựa dẫm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.